xin chào các anh chị trong bài học này tôi sẽ dạy các anh chị cách ghi macro để chúng ta thực hiện các công việc phức tạp một cách nhanh chóng ví dụ ở đây tôi có doanh thu bán hàng trong bốn cửa hàng khác nhau và chúng ta phải format cho từng bản tính cũng như là sử dụng conditional Formatting để chúng ta lựa chọn các ngày nào bán hàng nhiều nhất hoặc là vẽ đồ thị trong ô đó luôn như vậy nếu chúng ta thực hiện theo cách bình thường trên Excel thì các anh chị sẽ phải thực hiện như vậy 4 lần chúng ta mới xong được. Tuy nhiên đối với macro thì chúng ta sẽ thực hiện rất nhanh. Và cách thực hiện như sau. Các anh chị sẽ tiến hành vào menu Developer. Chúng ta vào phần Record Macro để ghi lại công việc chúng ta thực hiện. Sau đó tôi sẽ để mặt để thông số và bấm OK. Sau đó các anh chị sẽ tiến hành định dạng bình thường trên sheet 1 này thôi. Chúng ta chọn các ô ở đây, các anh chị nhấn Ctrl Shift qua phải, Ctrl Shift xuống. Sau đó chúng ta sẽ vào Home và chọn đường viền cho các ô, All Border. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn ô số lượng, Ctrl Shift xuống để chọn tất cả các dữ liệu. Sau đó vào Kinesina Formatting, chúng ta chọn vào Top 10 Item hoặc là Top 10%. Và chúng ta sẽ chọn màu sắc cho nó. Ví dụ tôi chọn là màu yellow ở đây. Ok. Như vậy chúng ta chọn được 10% những ngày bán hàng nhiều nhất. Tiếp tục trong cột doanh thu, các anh chị cũng bấm càng shift tiếp xuống và chúng ta làm tương tự. Ví dụ tôi muốn vẽ đầu thị trực tiếp trong ô, chúng ta chọn Res Data Bar. Sau đó chúng ta kết thúc việc ghi macro vào menu Developer, chọn Stop Recording. Lúc này các anh chị sẽ bật lại cửa sổ Visual Basic. Chúng ta sẽ có một module mới, module 1 và các công việc chúng ta thực hiện đã được tự động chuyển thành mã nguồn trên VBA và chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại thôi. Trước hết các anh chị sẽ sửa lại tên của macro để chúng ta dễ thực hiện. Ví dụ tôi ghi là định dạng báo cáo. Chúng ta xấu đi các phần ghi chú ở đây sau đó các anh chị để mặc định tất cả các đoạn mã nguồn ở đây chúng ta không cần chỉnh sửa gì cả sau đó các anh chị sẽ vào sheet số 2 chúng ta sẽ thêm một nút bấm vào để thao tác sau đó tôi chọn insert và nút bấm tôi chọn macro để kích hoạt chính là macro định dạng báo cáo và sửa tên lại sau đó tôi lít chuột và chúng ta thấy ngay cả trang bạn tính được định dạng rất nhanh chóng theo đúng những gì chúng ta đã làm trong macro các anh chị chỉ đơn giản là sao chép nút này sang trang tiếp theo và nhấn nút tương tự cho sheet cuối cùng nhấn nút như vậy chỉ với vài thao tác nhỏ chúng ta đã có thể ghi lại được một macro xử lý công việc rất mạnh mẽ trên VBA mà không cần phải biết đến bất cứ một đầu mã nguồn nào cả. Chúng ta có thể không biết các đầu mã nguồn này nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng được thông qua chức năng ghi macro rất tiện lợi trên VBA. Xin chào các anh chị.